Hello, đầu năm Đình Thái chào tất cả mọi người. Em luôn cầu chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe. Hôm nay em sẽ gửi tới các anh những cái viên đá của Nhật, những hình thù rồi những mẫu size 100, 125 rồi 150, 108 rồi 200, 250. Những cái dòng đá của Nhật, em chỉ bán những dòng đá của Nhật thôi. Các anh xem qua coi thử cái giá cả như thế nào có hợp lý thì lấy giúp em nha. Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người và những cái đơn hàng, những cái máy vừa qua em đăng lên nhưng mà rồi cũng chưa bán được nhiều, đầu năm cũng không có được em chỉ mới bán được cái máy số số 6 và cái số máy số 2. Còn lại những cái máy nhỏ nhỏ con đó anh nào đang còn cần nó thì vào xem ha, vào xem rồi ủng hộ giúp em. Rồi clip của ngày hôm nay em gửi tới các anh 40 mấy số đá. 42 số đá. Cái số đầu tiên là em gửi tới các anh là một cái đĩa cắt nha, đĩa cắt kim cương. Anh nhìn xem này ha. Đó, kim cương này ha, kim cương của Nhật. Và cái mẫu này là của Nhật. Nha các anh nha. Đó, cái phần này ha. Cái phần mở nắp như thế này đây, đó. Hàng này là hàng mới 100% nha các anh nha. Hàng new nè các anh nè. Nó không có đóng mạc gì hết các anh nè, nó có những cái thông số. Nó có những cái thông số ở trên thân đĩa thôi các anh. Đó, nó có thông số này. NTK rồi RS71L2462L, nó ghi cái thông số thôi nha các anh nhé. Đĩa này là đĩa kim cương, đĩa kim cương là này, nó là cái cốt của nó là cốt 25 này các anh nhé, cốt 25. Còn cái đường kính của nó là 270 này các anh nè. Đó, kim cương này, đĩa kim cương để các anh đã cắt đá granite này ha, cắt đá granite rồi cắt gạch, cắt gạch, cắt gạch men ốp lát, cắt đường ha, cắt đường nhựa, nó thì bị nó tới 270 mà nên là đường kính nó cũng lớn đó các anh. Đĩa kim cương nha, của Nhật đây nha coi nha, em để đây. Cái giá của nó về đến nhà các anh là 280 một cái anh nhé các anh nha, 280.000. Các anh nhìn xem nè, 280.000 một cái về đến nhà. Đó, đây thì nó bị một cái phần vỏ này nó đều giống nhau hết anh, nó đều giống nhau hết. Đó, em lướt qua cho các anh xem. Đó, nó cũng phải mở nắp như thế này đây. Đó, hàng mới hết anh nha. Đó, hàng đang còn trong hộp mà nguyên thằng như thế này. Đó, cái mẫu của mình của Nhật là như thế này này các anh nè. Rồi em gửi tới anh các anh nha, cái mã số 1 nha, 280 một đĩa nha các anh nha, đĩa kim cương nè, đi đa mông nè, về đến nhà các anh là 280. Rồi em gửi tới các anh cái mẫu số 2 và số 3, mẫu số 2, số 3, số 4, số 5 là những cái viên đá của Nhật, những viên đá nhỏ 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 cho đủ loại máy, máy gì đó thì em không biết, máy mini rồi máy cầm tay rồi máy đó, chẳng hạn như viên này đi ha, cái viên này là nó giống như thế là một cái viên bọt này ha. Đó, cốt nó 12 ly 7 nè. À, nó giống như là một cái sốt nó gọi em gọi là bột đá đó, những dòng cao cấp nha các anh nha. Đây 12 ly 7 nè. 12 ly 7 nè. Chiều dài của cái viên đá này là 505 mi nè. Còn đường kính của nó là cũng 505 nè các anh nè. Đó, 505 đường kính của viên đá này nó như thế này nè. Đó, nhiều viên đá lạ lắm các nha. Còn cái độ mịn của nó thì em nghĩ tầm khoảng cỡ 80 nha các nha, 80. Còn hai viên nhỏ này thì độ mịn nó khoảng cỡ 100-120 vậy các nha. Đó. Đường kính của nó là cũng 51 luôn các nha. Đó. 505. Hai viên này ha. Đấy. Rồi cái viên này độ mịn cỡ 80 nè ha. Độ pin cỡ 80 là 80k nè, đường kính của nó là 6,5 nè các nhà ha. Rồi cái viên này là cỡ cũng 80 nè ha, đường kính hạt cát cũng là 80 nè, cũng 6,5 nè ha, 6,5. Còn độ dày của nó thì là khoảng cỡ mười mấy đây, em không chưa rõ đâu. Em đo cho các nha, 13 nha các nha, độ dày 13, hai viên to viên nhỏ, viên 6,5 còn một viên nữa là 7,5 đó. Viên này thì cái lỗ nó cốt nó bé tí à. Đó. Về các anh có thể là cho mũi khoan vô nông ra thôi, nó bằng chì hết á. Cái cốt nó đổ chì hết anh. Còn viên này là viên đá phá này, viên này viên đá 46 này. Đó, 46 này.
Nó dày 2 phân này, đường kính của nó cũng là 65 này các nha. Đường kính nó cũng 65. Cốt nó 12 ly 7 nè. Còn viên cuối cùng nó thì cốt nhỏ này, cốt 8 à. Đó, cốt 8 à. Nó cũng là 80 này ha. Đường kính của nó là 16 này. À, độ dày của nó là 16 này, đường kính nó 75 luôn nè các anh nè. Em lướt qua cho anh xem nè ha. Tổng tổng của cái combo này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 viên. 300 nha các anh nha. 300 về đến nhà. Rồi các anh nhận đá cho em là 300. Rồi cái combo thứ hai này. À quên. Số 2 rồi ha, số 3, cái combo số 3 này. Nó cũng giống như cái kia thôi, nó khác nhau một chút thôi. 2 viên nè. 3 viên nè. 4 viên nè. 5 viên nè. 6 viên nè, 7 viên nè, 8 viên nè. Cái viên này cũng là 75 mà nha. Đường kính nó 75. Nó ra hình cái đĩa, cái đĩa càng càng càng. Còn lại thì nó cũng giống giống như bên kia, nó chỉ khác nhau cái viên này với cái viên dày này thôi nè. Đó, nó khác nhau chỗ đó thôi. Cũng 80 này ha. Độ mịn này cũng khoảng 120 nè. Đó, 3 viên này. Còn cái này thì là 60 nè. Độ mịn 60 nè, độ mịn 60 nè. Còn cái độ mịn cái này thằng này là 60 hay 40 đây không biết nữa. 60, anh nghĩ là 60. Còn cái viên này 80 nè. Đó. Các 80 nè. Nó là thương hiệu của Nhật hết nha. Ghi đình, ghi đình gel. Ghi đình gel nó đóng mạc hết các em. Cũng 300 nha. Bộ này cũng 300 về nhà nha. À, 8 viên. 8 viên về đến nhà. Rồi tới mã số 4, mã số 4. Mã số 4 em gửi tới các anh cái này. Cái những cái viên đá này mà có nhiều anh nha. Nhiều anh cần tới nó để mà hỏi rằng là cái viên đá đĩa cạn này đó. Nó hình nó như thế này nè. Hay nhìn thấy được đúng không? Đó. Cái đường kính của nó là 125 nè các anh nè. Đường kính nó 125 mà nó chia khách là như thế này nè. Đó. Để bỏ vô mặt cốt nè. Để các anh mài lưỡi bào gì đó. Đó. 150 một viên nha các anh nha. 150 một viên về đến nhà. Hiện tại bây giờ là cái cốt của nó là cốt 22 nè, 21 22. Đó, về các anh bỏ mũ vô cho nó nha. Bỏ cái sơ mi vô. Đó. Em có 3 viên á. Các anh dặn nhiều nhưng mà rồi em thấy được 3 viên thôi. Còn cái cát của nó thì nó không có lớn, không có mịn nha các anh nha. Cát này là cát này là em nghĩ là cát 46 các anh nha. Cát này là cát 46 đó các anh. Đó, cát này là cát 46 nè. 3 viên nha các anh nha, 150 một viên về đến nhà nha các anh nha. 150 một viên về đến nhà. Đó, mã số 4 nha. Rồi tới mã số 5, mã số 5 là có một viên nữa nè. Nó ra cái hình gọi là cái hình ly gì đây không biết nữa. Đó, nó cũng tả ly nhá, tả ly xuôi xuống thế này. Đó, em cầm như thế này các anh đã hình dung ra chưa? Đó, nó như vậy đó. Đó. Mặt này nhỏ hơn mặt này. Đó, nó ra hình cái cốc nè. Cái viên này thì cái độ mịn của nó, độ cát của nó là 80 nè. Còn cốt của nó thì là nó để cốt 20 mấy các anh nè. 22 nè. Vì các anh đóng xi mi vô cho nó, có xi mi nhựa nhiều lắm nha. Đó. Còn cái độ dày của nó là 4 phân các anh. 3 phân 95. Còn cái đường kính này á, cái đường kính này là đường kính này là 95 nè, 98. Cái đường kính này là 98 nha các anh nha. Đó. Cái viên này 130 nha các anh nha, 130 về nha. Viên này 130 nha các anh nha. Mã này mã số 5. Đó. Rồi tới mã số 6 nè. Mã số 6 là một cặp đá cho máy mài 100mm nè. Đó, 100 nha. Đường kính nó 100 nè các anh nha. Đó, hai viên, viên nào cũng 100 hết nè. Viên này cốt 12 ly 7. Còn viên này là cốt 22 nè. Cốt 19 năm nè. Cốt 19 năm nè. Cốt 12 nè. Còn cái độ dày của nó thì là một viên là 13 nè. Còn một viên nữa là 18 nè. 200. Cái combo này 200 nha các anh nha. Hai viên 200 về đến nhà. Rồi tới viên mã số 7 nè. Mã số 7 thì nó cũng vậy nè. Đó. Mà hai viên đá đỏ em xếp nó theo. Nó cũng là 1 phần 7 nè. Cái viên dày là 1 phần 7. Đường kính là 100 hết nha. Còn cát nó là cát 60 nè các anh nha. Cát 60. Cái viên này nó đổ chì nhiều quá nè. Nó còn cốt có một cốt 10 nè. Đó. Cốt có 10 ly thôi các anh. Cốt 10 này ha. Các anh về bỏ sơ mi cho nó nha. Đường kính nó là 100 nha. Còn cái độ dày của nó,
cái độ dày của cái viên đá đỏ này nè thì nó là 17 nè, còn cái viên này thì nó là một, nó là 10 mi nè. Đó. Cặp này cũng vậy các nha, cũng 200 nha các nha, cho những cái máy mài mini nhỏ nhỏ 200 hai viên về đến nhà. Rồi tới mã số 8, mã số 8 là cái viên đá này, cái viên đá này là cát, là cát, cát này là cát 80 nè ha, cát này là cát 80, hạt cát 80, độ dày là 2 phân rưỡi nè, 3 phân nè, độ dày nó là 3 phân nha, cho những cái máy là lạ em không rõ hết. Đó. Cốt có hiện tại của nó là cốt 17 nè ha, cốt 17 nè, 17, 18, 17 năm. Đó. Đường kính của nó là 100 các anh nha, đường kính của nó là 100. 100 là 104, đường kính nó là 104 này các anh nha. Đây là những cái dòng đá mới hết các anh nha. Đá tại vì trong cái hàng của nó về nó rất là nhiều mẫu. Đó, nó rất là nhiều size. Đó, nó nhiều size đá lắm các anh nha, mảnh nhiều mẫu đá lạ lắm. Nên là em thấy những cái thứ nào là lạ thì em lấy gửi tới các anh nha. Viên là 150 về nhà nha. 150 về nhà. Rồi tới mã số 9, mã số 9 là cái viên đá mài nước nha. Viên đá bùn nha, viên đá bùn. Viên đá bùn này thì là nó là 32 nè. Dày nó là 32 gần 33 nè nha. Rồi cái rộng của nó là 72 nè ha, 71 nè. Còn dài của nó là 200 lên mấy nè. 207 nè. Đó. Độ mịn của nó là 3000. 3.000 anh nhá, 3.000. Đó. Cái viên đá bùn nhá, để canh mài bóng dao nhá. Đó. Khi ta mài thô xong rồi ta đưa qua đá này để ta lấy lại cái độ bóng cho nó sáng, cho nó sạch kèn nhá. Mã số 9 nha, 300 viên về đến nhà nha các anh nhá. Đó. Rồi tới mã số 10. Mã số 10 thì là cái viên này nó cũng là mã 3.000 luôn nhưng mà cái độ dày của nó khác nhau. Các anh nhá, độ dày nó khác nhau. Cái viên này nó dày tới 42 mi nè. 42 mi nè. Rộng của nó là 72 mi nè. Dài của nó là 209 nè. Mã số 10 này 350 các anh nha. 350 về đến nhà. Một mặt của nó nè, gáy nè, mặt nè. Nhìn thấy đẹp không? Số 10 nha, 350 về đến nhà nha các anh nha. Rồi em để cái số điện thoại của em đây để các anh tiện theo dõi nha. Đó, tiện theo dõi alo cho em. Rồi tới em tới mã số 11 em gửi tới anh từng viên một để anh nào cần một viên thì ủng hộ nha. Cái viên này là viên 46 nè, đá 46 nè, là đá phá nha các anh nha. Đó, viên đá phá em cố gắng lặt những cái viên mà nó Japan ha, made in Japan nè. Kuri nha, dòng này là dòng Kuri nó tông hợp tác. Viên này 180 các anh nha. Viên đá phá nha các anh nha. Viên đá phá. Cái đường kính của nó là 150 nha. Tại vì cái đá 150 là nó làm đúng 150 các anh nè. Đó. Còn cái độ dày của nó là 13 mi nha các anh nha. Máy nào máy 13 mi thì các anh ủng hộ này ha. 13 mi, viên này 14 mi luôn nè. 14 mi. Đó. 180 về đến nhà nha các anh nha. Đá phá này nha. Đá phá. Kuri Oshima Japan. Rồi tới viên số 12. Viên đá 12 là viên đá đỏ. Đó, viên đá đỏ này là viên 46 nè các nha. Viên đá này nó ghi là 46 rõ ràng nè các nha ha. Còn tem mạc đẹp nè. Độ dày của nó là 13 mi nè ha. 13 mi, đường kính 150. Cốt nó 12 ly 7 nè. Cốt nó 12 ly 7. 180 luôn nha các anh nha. Về đến nhà. Rồi tới số 13, 13 là cái viên viên này là cái viên gì đây không biết nữa. Đọc làm sao tên Ken gì đó. Đó. Sumi em đóng vô nè. Đó. Nó cũng là 13 mi nè. Còn cát của nó là cát 80 nha các anh nha. Cát 80. Đường kính của nó là 150. Đó. Viên này cũng vậy luôn. 180 về nhà nha. Mỏng đó nha, 13 mi đó. Các anh lưu ý giúp em. Rồi tới mã số 14 này. Mã số 14 là cái viên dày 2 phân này nha. Thường thường là đá 2 phân thì nó có 19 thôi. 19, 19 năm gì đó các anh. Đó. Đó. Còn đường kính của nó là cũng là 150. Đá phá nha. Ghi đình gheo. Ghi đình Nippon. Viên này 230 về nhà nha.
cốt của nó đóng cốt riêng của nó, cốt nhựa riêng của nó nè, 12 ly 7 nè. Các anh nhìn xem nha. Viên là viên đá phá nha các anh nha. Viên đá phá là viên 36 các anh, nó ghi 36 nè. A36. Đá phá 36 nha các anh nha. 203 nha, viên này 203 về đến nhà. Rồi tới viên số 15. Viên số 15 là cái viên này thì nó là A60 nha, A60. A60 viên này 200 nha. Độ dày của nó là 16 nè các anh nha. Độ dày 16, đường kính 150. Còn cốt của nó thì em đóng về cốt 12 ly 7 cho các anh. Cudi nè, Cudi nè, ghi điện gel nè. Japan nè ha. Japan. Viên số 15 này 200 các anh nha. 200 về đến nhà. Rồi viên số 16, viên số 16 viên này là cát 80 nè các anh nha. Đó. Nó cũng độ dày của nó là 16 nha, 16 mi. Đường kính của nó là 150 mi. 149 mi. Đúng nè. 150 mi dài một chút, 5 ly nữa. 5 gem nữa. Viên này số 16 nha các anh nha. Viên này số 16. Cát nó là cát 80 nha. Đó. Các anh nhìn xem cái độ cát như thế này có coi mịn chưa nè. Đó. 200, viên này 200 về nhà nha. 200. Viên này là viên 80 nè. Viên này là viên 60 nè, đó, các anh nhìn thấy nó rỗng khác hẳn nhau. Khác nhau hoàn toàn nhé. Rồi em tiếp cho các anh là cái viên số 17. Viên số 17 là cái viên cái độ cát của nó là 80 nè các anh. 80 nha. 80. Cái viên này là dày 2,5 phân, đường kính 150 nha các anh nha. Cốt 12 ly 7. Đó. Các anh có thể là bỏ vô trong cái viên đá nước, cái viên đá nước của cái máy mài mà cái máy mài Tokyo Senko loại nhỏ anh, cái viên mặt nghịch đó, tại vì cái bản của nó 2,5 phân thôi, mà khi các anh dùng hết cái viên đá nước đó rồi, các anh lấy viên này để thay thế nhá, thay thế để làm viên đá thô để mình mài á, mình mài nét cho nó nét dao đi, cho nó mỏng dao đi, thì lúc đó mình mới đưa qua đá bùn này các anh ha. Viên này 300 về nhà nhá. Cát của nó là cát 80 nha các anh nha. Số 17. Cốt 12 ly 7. Còn cái viên này thì nó cũng giống như viên kia, cát nó cũng là cát 80, cũng là dày 2,5 phân. Đường kính của nó cũng là 150. Đó, 150. Nhưng mà cái cốt nó bự hơn. Đó, các anh coi thử là cái máy mình nó có những cái cốt, cái sơ mi của nó như thế nào thì lấy nha. Ủng hộ em. Là tới 2,9 nha. Dày của nó cũng 2,5 nè các anh. Dày của nó là 2,5. Mã 18 cũng 300 nha các anh nha. 300 về đến nhà. Rồi tới mã số 19. 19 là cái viên đá này là viên đá. Viên đá 60 nè. Đó, 60 viên đá trắng. Đó, bên cái viên Notchiriki nè. Nó cũng dày 2,5 nha các anh nha. Nó cũng dày 2,5 nè các anh xem nè. Đó, nó dày 2,5. Đường kính cũng là 150. Còn cốt của nó hiện tại bây giờ là cốt cốt là 15 mấy thôi. Cốt 16 nha các nha. Đó, tại nhờ cốt 16. Đó. Viên này 208 về đến nhà nha các nha. 208. Độ dày của nó cũng là 2,5 nè các nha. Nó giống viên này nè. Nhưng mà nó khác nhau là nó khác nhau độ mịn, nó khác nhau. Cái này 300, này 28. Rồi, em lướt qua số 19 rồi. Em kéo xịt cái camera lại một chút. Để cho các anh xem cho nó gần, em để gần lại. Rồi tới số 20 nha. 20 cái viên đá này là viên đá ly nè. Gọi là viên đá tô này ha. Cái hạt cát của nó là cát 80 nè. Hạt cát 80 nha các anh nha. Hạt cát 80, còn cái bảng của nó là bảng, cái bảng của nó là dày 5 phân nè. Đường kính nó là 150 nè. Còn cái thành tô của nó nè, anh nhìn xem. Cái thành tô của nó là 10 15 nè các anh nha. 15 là cái cốt zin của nó nè, cốt nó để mày nè. Đó, anh nhìn xem nha. Viên này 300 về nhà nha. Viên số 20. Viên số 20 300 về nhà. Rồi viên tới số 21. Viên số 21 là đường kính của nó là 200 nha.
đường kính của nó là 200 mi 205 mi nè. À, cốt của nó hiện tại là bây giờ là cốt 19, cốt của nó là cốt 19 nè cả nhà. Mà cái viên này là cái viên 80 nè ha, cái độ mịn cát của nó là 80, mà cái viên này là viên bột nha, bột nén. À, qua cái thế hệ mới nè nó làm viên nén, nhưng mà cái viên này nó như thế này nè đó, nó ra thành một cái đĩa cạn ha. À, nó như cái mua như bàn tay mình vậy, anh nhìn xem nha. Nó cái nằm mà chuyên mài dao mài kéo lấy dòng đá này nha, siêu cứng, siêu bám sắt, chậm mòn. Đó. Dòng này là dòng 80 nha các anh nha. Đó, cát 80. Các anh dùng thử cái loại đá bột nén như thế này ha. Có nghĩa rằng là nó là 80 nhưng mà nó sẽ khác những cái loại cát. Nó tạo sốt ra thành là 80 cho nó phá. Nhưng mà cái bột của nó, cái bột đá nó rất mịn. Các anh mài phá nó nhưng mà nó không để lại dấu xước nhiều nữa các anh nha. Nó không để lại, nó rất là bóng. Đó. Viên này là số 21 nha, 300. Đó. Đường kính nó 205 đó các anh. Rồi cho tới số 22. Số 2 là cái lô đá này nha. Đó. Cái lô đá đĩa này. Cái lô đá này là đường kính 200 này các anh nha. Đường kính 200. Cái viên này, cái viên đầu tiên này nè, độ miệng nó là 120 nè. Đó. Còn cái viên này nè, là độ cát của nó gọi là bột nè ha, nó là bột nén nè. Độ cát nó 80 nè. Đó, độ cát 80 nè. Còn cái viên này, còn hai viên này thì nó không có ghi rõ, nó không để lại cái thông số nè. Nhưng mà em nghĩ là nó tầm khoảng 100 hết cả nha. Mỏng. Mỏng để cho các anh mài lưỡi cưa nha. Đó, mỏng như canh nha. Nó khoảng cỡ 4 ly rưỡi thôi các anh. 4 ly rưỡi một viên thôi, cái độ dày của nó. Viên này là 6 ly nè. Viên này 5 ly nè. Viên này 4 ly rưỡi nè. Đó, anh nào lấy màu đỏ, màu xanh hay màu hồng. Đó, cái viên này thì là cái viên này thì độ mịn nó là 120 nè. Đó. Còn độ dày của nó là 6 ly rưỡi nè. Đó. Trong cái combo này nè, 5 viên nha, viên nào cũng bằng giá nhau hết nha. Anh nào lấy màu nào cũng được. Cứ nhắn tin cho em ha. Lấy màu hồng nè, hay màu xanh, hay màu đỏ thì em gửi nha. Đó, 140 viên về nhà. Các anh nhớ nha, lấy viên màu hồng. Mã số 22. Đó. Màu xanh nè, phá nè. Mịn hơn nè, màu hồng nè. Còn vừa vừa là 100 nè, cát nó 100 nè. Anh nhìn xem nha. Đó. Số 22 nha, 140 một viên nha. 140.000 cho một viên đá về đến nhà nha. Các anh so sánh những cái dòng đá của Hải Dương người ta bán, các anh là các anh thấy rằng là cái đá của Nhật thì của em bán thì nó đắt hơn chút, tại vì em phải cộng luôn cả tiền ship. Còn các anh thì nếu mà mua ở cửa hàng gần nhà thì nó rẻ hơn chút, nhưng mà nó không rẻ hơn nhiều đâu so với đá Nhật nha các anh nha. Đá Nhật là các anh chỉ cần để nhẹ nó bám sắt rồi. Còn đá Hải Dương hay đá Trung Quốc thì nó trơ nha. Nó trơ và nó sẽ bị cháy thép, cháy dao của các anh. Rồi tới số 23 nha. 23 là cái viên này là cái độ mịn của nó là khoảng 100 nha các anh nha. Độ mịn của nó 100. Anh nhìn xem nè. Đường kính của nó thì đường kính của nó là 180 nha các anh nha. 182. Đó. Nó dày như thế này nè. Nó cái mặt này là cái mặt đứng này ha, để nó dựa vào trong máy nè. Còn này nó mặt nó hơi lõm chút nè. 16 hơn anh nha. Rồi vô trong này thì nó giật xuống nó còn 14 hơn anh nha. Nó giật xuống 2 ly nè. Vô trong vòng trong nè. Ta nhìn những dòng đá của Nhật, đá cổ đóng chữ như thế này. Nhưng mà nó ngặt cái là cái cốt của nó hơi lớn thôi. Cốt nó cốt 50 nha anh. Cốt nó cốt 50 nha anh nha. Anh nào coi thấy rằng là có thể dùng được nó thì dùng ủng hộ em nha. Nè cốt 50 hay 51 vậy đó. Viên này 300 về nhà nha. Độ mịn nó cũng cao nha, 100 em có cho là 100. Năm mươi lẻ bảy thì chính xác hơn các anh ạ. Đường kính nó 180, anh nào có máy 180 mà đang cần đá thì coi thử là có thể dùng được viên này giúp em nha. Số 23, 300 nha. Rồi cái viên số 24 là cái viên đá phá này ha.
phá này gọi là phá trung này ha. Cái viên này viên đá đỏ nha. Viên này viên đá đỏ, đường kính của nó là 205 nè các anh. 204, 203 thôi. 203 đã cắt là cắt 60 này. Đó, viên đá đỏ, anh nào chưa dùng. Anh nào chưa dùng hoặc đã dùng rồi đá đỏ thì biết đá đỏ nha. Đó. Viên này 300. Về đến nhà nha các anh nha. 300 về đến nhà. Em sẽ bỏ vô cái cúc 12 ly 7 cho các anh. Đó. Số 24 nha. 300. Rồi tới số 25. Số 25. Số 25 em về một lốc như thế này nè. Một lốc của nó khoảng cỡ 10 viên đi. Đó. Nhưng mà nó chỉ đóng dấu 3 viên thôi. Đó, đóng dấu nè. Đóng dấu của cái dòng Kuri Noton này ha, Kuri Subi gì đó nè. Đó, đóng dấu. Nó đóng dấu đóng ba cái bông hồng nơi ba góc này. Còn những cái viên sau á thì nó không đóng, nó giống như thế này, nó sản xuất một loạt như vậy á để cho cái nhà máy nào nó đặt á, nó đặt á, nó đóng dấu một cái lốc đầu cái viên trên cùng thôi. Còn lại những cái viên ở dưới á thì nó lại không đóng dấu, nó không đóng cái logo của nó vô. Đó. Mà em lấy cái viên này, em đăng để em nói cho các anh biết. Đó. Nó là cũng là 60 này ha. Này 60 này. 60 đường kính 200. 205 này. 205 này. Đó, lòng này của nó này, cái cốt này cũng có là cốt 5007 đi ha. 5007. Đó. Viên này cũng vậy nha các anh nha. 350, viên này 350 về nhà nha. Còn cái độ dày của viên này thì nó dày hơn nè, dày hơn viên kia. Viên này nó dày 2 phân nha các anh nha, 2 phân. Viên này nó dày 2 phân. Còn viên này thì nó 1 phân 6 thôi các anh. Viên này 300, viên này 350. Số 25 350 nha các anh nha. Rồi tới viên số 26. Viên số 26 là cái viên này, viên đá này. Một lốc của nó em sẽ lấy nguyên một lốc của nó về. Như vừa rồi em đã bán cái viên mà nó đóng dấu rồi, nó đóng ba cái bông hồng ba góc. Rồi. Thì cái viên này cũng vậy, viên này độ miệng cao này, 100-220 vậy đó các anh. Còn dày của nó thì là dày 16 mm nè. Đường kính của nó là 205 này các anh. 205 nè. Đá mới hết các anh nha. Còn cốt này là 5007 nè. Đó, anh nào có thể là độ chế thành cái viên đá bàn gì nó cũng rẻ nha các anh nha. Để mình mài phá đó. Để mình mài thô đi ha. Để mình mài thô cũng ok luôn các anh nha. Số 26 nha, 300 nha. Độ mịn nó khoảng 100-120 gì đó các anh. Để em lấy cái viên 120 ra em so thử coi. Này đúng rồi. Độ mịn của nó 120 đó các anh. Độ mịn của nó 120 đó các anh. Viên số 26 300 nha các anh nha. Rồi em qua tới viên số 27. Qua tới viên số 27, đây là cái số điện thoại của em nè. 090 này 35 nè. 88867 Zalo cũng là số này luôn các anh nha. Rồi tới số 27, 27 là một viên đá phá 46 nè. Một viên đá phá này 46 nè, còn tem mạc hết nè, giá tiền nè. Thông số nằm nơi đây. Đá này là đá 46 nha các anh nha. Đó, đá 46. Đường kính của nó là 205 nha các anh nha. 205. Dày của nó là 2,5 nha các anh nha. 2,5. Còn cốt của nó thì ta không bàn tới đi ha. Anh nào mà đang cần nó đưa về cốt 27 12 ly 7 thì em sẽ bỏ cốt 12 ly 7 cho các anh. Còn hiện tại bây giờ là cốt của nó là cốt 19 hay sao các anh? 19. Cốt nó cốt 19 nha các anh ha. Viên này 500 về đến nhà nha. Đá mới tinh nha các anh nha, đá chưa sử dụng đâu. Đó. Rồi tới viên số 28. Nè. 28 cũng vậy nè các anh ha. Đó, Made in Japan nè. Kuri Noton này ha, Kuri Noton. Viên này 550 nha các anh nha. Đó. Viên này thì nó làm ra như này ha, nó giật xuống ha. Nó giật vô để cho nó đủ gai của con ốc. Đó. Còn cái lỗ cốt đây của nó cũng là 5007 này ha. Cát của nó là cát 60 nha các anh nha, cát 60. Cái viên này cát 60 nha các anh nha. Nè, à, A60 nè. Các anh nhìn thấy không? A60. Còn nó dày là 3/2 nè. Đó. Rồi nó đi nó vô cái này nó giật vô này, nó giật xuống này ha. Nó giật xuống kiểu này là coi như là các anh dùng được tới 3/7 à. 3/7, 3/8. Đó, vô trong này tí nữa là nó đụng cái chén rồi. Đó. Viên này 550 các anh nha, 550 về nhà. Số 28 nha anh nha. 28.
Rồi tới cho số 29. Số 29 là cái viên đá đỏ, viên này là viên viên 46 hay là viên này viên 46 nè các nha. Đó, cái độ cát của nó là đục, mà viên này là họ đã sử dụng rồi nha các nha. Viên này đã có dấu sử dụng rồi nè các nha. Hiện tại bây giờ là nó còn đường kính của nó là 220 nè. 220 các nha. Còn nó dày thì 3/8 nha các nha. 3/8 4 phân gì đó, 3/8 à. Đá 46 nha các nha. Đá đỏ. Viên này là nó đã sử dụng rồi, em bán 600 nha. Viên này 600. Đó. Đường kính 220. Dày 4 phân luôn các nha, 3/8 luôn. 220 nha. 600 nha các nha. Số 29 600.000. Cái nào dùng đá đỏ thì chưa dùng thì lấy một viên dùng thử cho các nha. Còn em thì em luôn đánh giá cái viên đá đỏ không à. Rồi em sẽ lướt qua tiếp cái mã số 30 nha các anh nha. 30 thì nó cũng là viên đá đỏ. Nó cũng là viên đá đỏ, nhưng cái viên này thì là nó là viên đá đỏ này là cát của nó là bao nhiêu đây? Cát 46 các anh. Cái viên đá đỏ này là cát 46 nè các anh nha. Đá phá này nha các anh nha. Đó, còn cái lỗ cốt này của nó cũng là cốt 5007 nè. Còn dày của nó thì là dày đó chị, nó dày có một phân, dày của nó là dày một phân chín, hai phân này, hai phân thường thường là hai phân thì đo được có một phân chín thôi các anh nè. Đường kính của nó là cũng 200/5 nè, 200/5. Đá 46 nha các anh nha, đá phá 46. 350 viên này, 350 về đến nhà nha các anh nha, 350 về đến nhà. Rồi tới viên số 31 là cũng là viên đá đỏ nữa nè. Đó, viên này nó cũng là viên 46 này các nha. Cát 46. Cát 46 các anh nha. Đó, viên này là cái thành của nó nè, đá ly nè, 9 phân nè. Độ dày của ly là 9 phân nè, độ cao á. Còn đường kính của nó là cũng là 150 nè. Đó. Còn cứ cho nó là cốt 12/7 đi ha. Đó. Đá 46 nha các anh nha. Còn cái thành ly nè. Thành ly dày là 13mm nè. Viên này 350 về nhà nha. Số 31. Đá nhật nồi hết anh nha, đá xịn hết. Rồi tới viên số 32. 32 là cái viên Notriki này. Notriki này là độ cát của nó là cát 80 nè. Đường kính của nó là 205 nè. Lỗ cốt của nó là 5007 nè, 5005, 5007 gì đó. Còn cái độ dày của nó là 2 phân nè ha. Độ dày của nó là 2 phân. Đó. Mình cứ đo được 190 mấy thôi. Được có 19 mấy ly gì đó, mấy gen. Viên này 400 nha các nha. 400 về đến nhà. Rồi tới viên số 33 nha. Viên số 33 này là cái viên đá này là cái viên đá mà các anh đã mua hết rồi. Nhưng mà vừa rồi em đi bãi em thấy lại nè. Cái viên đá này thì mình có thể là mình thay thế cho được cái viên đá nằm này ha. Viên đá mài nằm. Cái độ cát của nó nè, cái độ cát của nó thì là nó là 80. Nó là 80 hay 100 gì đó các anh nè. 80 hay 100 chứ nó không thể nào mà nó lên mịn hơn được nữa. Mà cái viên đá này là viên đá bọt nha các nha. Đó, cái viên đá này là viên đá bọt, nó gọi là bột đó, em gọi là bột nén. Đó, để các anh thay thế trên cái đĩa mài bằng á. Mài thô. Anh nào lấy cái viên này ha, em nhớ có anh nhắn tin cho em gửi hình cái viên đá này, nhưng mà rồi là em cũng không còn. Nhưng bây giờ thì là em cứ đăng lên đi rồi anh nhìn thấy là anh vào anh lấy nha. Viên này về đến nhà là 450 đó các anh nha. Này, nó đúng 200 các anh nha. Nó làm đúng 200 cho cái đĩa đó các anh nha. Đó. Còn cái lỗ của nó là lỗ 90 luôn các anh nha. Cái nắp nè. Nắp của nó là 90 sao? Nắp của nó là đúng 90 nè các anh nè. Đó. Để các anh có thể là bỏ vô đĩa nha. Đặt vô trong cái đĩa rồi thay cho nó. Anh nào có đá mịn rồi thì hãy nên lấy viên đá này nha. Tại vì cái phần mà thay đá của cái viên đá mài ngửa đó nó rất đơn giản, nó rất nhanh. Mà các anh mà không dùng nó thì là dùng cho những cái dòng đá mà đá 1000 mà các anh để cày á. Cày thì nó lâu bén mà nó lại hao đá, mà nó uổng cái viên đá lắm. Cái dòng này là rẻ tiền nha. Các anh chỉ phải đặt vô, để đặt dao lên xẹt. Để mình lấy mỏng nó xong rồi mình đưa đá buồn vô. Viên này 450 các anh nha. 450 về đến nhà.
Đặc biệt cái là nó, người ta làm nó là 200 đúng anh nhỉ. 200 đúng cái đá, mà cái đá chẳng hạn như cái viên này à. Những cái viên này là 205. Canh à, cái viên này nè. 205 này. Nhưng mà riêng cái viên này nó làm đúng 200 mà. Đường kính nó đúng 200 thôi. À. Cái mặt này nó hơi dăm dăm chút nè anh nè. Thì các anh cũng phải đặt mà. Phải đặt vô cái đĩa đó. Dăm tí chỗ này không sao nha anh nha. Các anh cũng bỏ vào trong cái đĩa rồi. Đó. 450 về nhà nha các anh nha. Viên số 33. Rồi, em sẽ xịt cái camera lại một chút. À. À. Rồi tới viên số 34 nhé. Viên số 34 và viên số 35 là một cặp đá 250 coi. Cặp đá này là 250 nè, đá đỉnh đá đẹp luôn. 255 chính xác là 255, tại vì hàng zin của nó, hàng zin của nó thì nó làm 205. 255 305. Rồi 355, đó nó là như vậy các anh nhá. Còn đá 150 á với 180 làm đúng luôn. Đó, 180 150. Đó, cái viên này là viên đá bột này ha. Bột đá này 80 nha các anh nhá. Đó, bột 80 nè. Khi mà nó làm bột thì nó tạo ra cái độ xốp để phá. Thì đến khi mà mình phá thì nó không để lại dấu xước nhiều nha anh nha. Trên cái vật của mình phá. Tại vì nguyên liệu của nó làm từ bột. Nó chứ không làm từ cát nha anh nha. Còn đến khi công nghệ của nó đổ là nó đổ, nó tạo xốp. Nó tạo xốp để cho nó phá. Là như vậy các anh. Viên này 800 về nhà nha. 800 về đến nhà. Dày 2 phân rưỡi. Dày 2 phân rưỡi, đường kính 255. Nó tricky. Đang còn đẹp nha anh nha. Viên này viên 34 nha. Viên 34, em còn có một viên này thôi. Viên 34 800 về đến nhà. Anh nào dùng thử thì sẽ thấy được cái độ mượt mà của dòng bột công nghệ mới sau này nó làm. Rồi tới viên số 35. Viên số 35 là cái viên này là viên đá 46 này. 36, à, viên này viên 36 này. Viên đá phá nha. Một viên đá mịn nè, cho các anh nè, cho máy. Cho máy 250 55 nè, thấy không? 255 nè, đó. Dày 2 phân rưỡi luôn các anh nha. Dày 2 phân rưỡi. 2 phân 6 thì đúng hơn các anh nè. 2 phân 5 mươi mấy à. Không có tính là 2 phân rưỡi thôi. 2 phân rưỡi. Đó, viên này 700 nha các anh nha. 700 về nhà. Đó. Cặp này 1,5 triệu về nhà nè. Anh nào lấy cặp này nè. Hàng đỉnh nha anh nha. Rồi tới viên số 36. 36 là cái viên này. Cái độ cát của nó là độ cát. Cái độ cát của nó là độ cát một. Độ cát 80% nữa. Độ cát 80 thôi các anh ạ. Độ cát 80. Cũng dày 2 phân rưỡi này ha. Đường kính của nó cũng là 255 này. 255. Còn cái mạc tem này của nó, cái hiệu của nó, cái hiệu của nó hơi mờ mờ rồi, nhưng mà dòng là dòng Curie gì đó. Curie gì đó mới. Cái dòng bạc này. Đó. Viên này là dày 2 phân rưỡi luôn canh nè. Nó cũng dày 2 phân rưỡi nè. Đường kính nè, 255 nè. Cát 80 nè canh. Cát 80, anh nào lấy cặp viên này cũng được, lấy viên này cũng được. 36 nha, mã này 36, 750 về nhà. Rồi, em còn lại 6 viên nữa. Còn lại 6 viên nữa em sẽ em lướt qua cho anh xem nha. Đó. Cái viên số 37 nha. Viên số 37 nó không giống như viên số 36, hình như nó cùng hiệu sao các anh nha. Nhưng mà giờ cái tem của nó rớt mất đâu hết rồi. Mịn hơn nha. Viên này độ mịn của nó 120 gì các anh. Mịn hơn cái viên 80 này. Mịn hơn nha các anh nha. Đường kính cũng là 255 này. Anh nào cần cái độ mịn cao thì lấy viên này nha. 254 nè. Dày 2 phân rưỡi nè. Cốt của nó là cốt 10, 19 mấy nè. Viên này 800 về nhà nha các anh nha. Đá độ mịn cao lắm. Cao hơn cái viên 80 này. Đó, anh nhìn xem ha. 80 nè. Cái viên này em nghĩ là 100-220. Tại vì nó mất cái thông số đây nè. Số 37 nha các anh nha. 800 về nhà. Rồi tới cái viên số 38 nữa anh nha. Viên số 38. Đó, viên số 38. Nó cũng là dày 2 phân rưỡi nè các anh. Đường kính của nó cũng là 255 nè. Đó, 255.
dày 2,5 phân nè, bông hồng nè, đó. Cát của nó là cát 80 nè các anh. 80 nha các anh nha. Cát 80. Để em so thôi, cát 80 hay 100 đâu biết nữa. Cát 80 đi các anh nha. Tại vì 100 với 80 nó không lệch nhau nhiều đâu các anh. Viên này 750 cơ. Viên này 750 về nhà nha các anh nha. Cát nó rỗm hơn thằng kia tí. Rỗm hơn cái viên này. Em mới cho là 80 đi ha, 80 viên này 100 đi. Cho nó an toàn để cho anh khỏi phải bán vốn. Rồi tới viên số 39 nha. 39. Cái viên này là cái viên này là viên 60 nè các anh nha. Viên 60 cát 60. Nó gọi là cát phá tầm trung. Cát phá nên dịu tay nha, dịu tay. Nó không có rỗm lắm mà nó không có mịn lắm. Đó. Phá 60 là coi như là để mình làm việc và những việc cưng cưng đó. Đó. Mài cưng cưng. Còn mà các anh mài đục hay mài những cái mài thô thì là phải cần tới 46 hay 36. Đó. Viên này cũng đang còn mới nha, mới tinh luôn. 255 này, dày 2,5 phân này. Đó. Dày 2,5 phân nha các anh nha. Dày 2,5 phân. Mã 39 nha, 750 về nhà nha anh. Viên này viên 60 này, viên này em cho là viên 80 này. Đó. Anh nào lấy một cặp về bắt qua trong máy là tuyệt vời đó, 250 nha. Đường kính 255. Rồi, em sẽ lướt qua số 40 nha các anh nha. Viên 40 nè, cái viên này người ta đã sử dụng rồi các anh nha. Cát của nó cũng mịn nha các anh nha. Cát của nó mịn. Cát của nó là một cát 80, cát 80 hay 100 nhá. Tại cái viên này là cái viên 120 nè. Viên 120 thì cái viên này nè, cái viên này 120 nè. Đó, độ mịn 120 nè, cát 120. Viên này 120 hoặc là 100. Mà cái viên này nó đã dùng rồi nhá. Đó, dùng rồi nè. Các anh nhìn thấy không? Cái viên này nè, đó, nhỏ hơn cái viên này. Đó, mà cát của nó cũng giống nhau nha. Cát của nó giống nhau. Nhưng mà nó đã dùng rồi, người ta đã dùng rồi, em bán với cái giá dùng rồi nha. Đó. Viên này đường kính nó là 230. Còn cái độ dày của nó nè, các anh nhỉ? Người ta mài, người ta đã dùng nó rồi thì nó mòn qua một bên như thế này. Thì nó còn cái độ dày của nó là 3,6 này ha. Còn riêng của nó là 3,8. Đó. 3,8 nha các anh nha. Viên này 700 nha các anh nha. Viên này 700. Cái viên này đang còn zin nè. Cát 120 này đường kính 205 nè, 900. Đó, các anh coi nha. Cân nhắc coi thế là lựa được viên nào giúp em nha. Cái viên này là cái viên là 205 nè. Đó, 205 nha, 205. Dày của nó là 5 nè, 5 phân nè. Còn cái độ cát của nó là cát 120 nè. Đó, nó giống như cái viên này thôi, 120 nha các anh nha. Đó, mà viên này nó còn zin luôn nha, dày nè. Viên này 900. Đó, là số viên số 41. Rồi cuối cùng em gửi tới các anh là cái viên số 42 là cái viên đá 250. 255 là cái viên đá phá này ha. Viên này viên 80 nha. 80 hay 60 gì đó, 60. Viên này cắt 60 nè các anh nha. Đó, cũng cắt 60 luôn, nó cũng giống như viên này. Viên này là Kuri nó tông, còn cái viên này thì không phải là Kuri nó tông, nhưng mà nó có bốn cái chữ Nhật gì đó. Nó cũng là những dòng Kuri gì đó không biết đâu. Đá mới nha các anh nha, đá mới. Đó. 205 này ha, dày 2,5 phân nha các anh nha. À, cái viên này dày 3 phân nha anh. Viên này dày 3 phân. Mấy viên này 2,5 phân à. Còn viên này 3 phân nè các anh nha. 3,2. Viên này 3,2 các anh nha. Viên này 850 nha các anh nha. Viên này 850. Về đến nhà nè, số 42. 850 nha các anh nha. Đó. Đó là tức là em lướt qua cái 42 số. Đây là cái số điện thoại của em. Rồi các anh đang còn cần đá thì vào xem coi có viên nào, rồi các anh ký cái việc kéo qua thôi. Rồi có bình luận cái gì á thì là các anh cứ vào trong cái mục bình luận rồi em trả lời cho các anh sau. Đắt rẻ hay là tốt xấu như thế nào thì các anh cứ bấm vào trong cái ngón tay á. Bấm vào trong cái ngón tay để mà tương tác với em khi em đăng lên. Khi em đăng lên là các anh sẽ nhận được bài ngay để xem coi có những cái thứ gì các anh cần sưu tầm. Vì khi em không
Em lấy hàng về mà em phải vệ sinh rồi em không có làm kịp thì em sẽ lấy ra em đăng. Đăng đá thì có nhiều anh cần đá. Cần đá vì các anh bây giờ dùng đồ nhập của Nhật nhiều, mà ở thị trường đá thì nó không có cái phong phú đá như là những dòng đá của Nhật. Nên từ chỗ đó mà các anh hãy vào kênh của em coi thử là những cái combo đá nhỏ 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 chút xíu đó, coi thử là tham khảo được. Rồi cân nhắc chốt hàng giúp em và mong rằng là các anh nhận hàng nha. Rồi Điện Thái xin cảm ơn một lần nữa, xin cầu chúc các anh được những ngày đầu năm mới được nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Trong năm mới để rồi cùng làm việc và cùng đồng hành mua sắm giúp em. Rồi Điện Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt, cảm ơn mọi người.